kính chào quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh định cư và cuộc sống ở Canada. Vâng thưa quý vị, trong câu chuyện tình của cậu sinh viên nghèo Việt Nam 21 tuổi với quý bà uh, mang bầu 53 tuổi vẫn đang chưa có hồi kết. Tuy nhiên nó đã có những cái nút thắt mà được uh, quý khán thính giả mở ra. Vâng mừng mình xin nói lại rằng chính quý khán thính giả là những người đã cởi bỏ những nút thắt. Trong câu chuyện này Bởi vì sau những cái lời bình luận Rất nhiều của quý khán thính giả trên đây Thì tất cả những ba nhân vật Trong câu chuyện này theo như mình suy nghĩ Họ vẫn âm thầm theo dõi cái câu chuyện Mà hàng ngày đang xảy ra Và chính những cái lời bình luận đó Đã uh, giúp họ Coi như cởi bỏ những nút thắt trong câu chuyện này Vâng cũng như mình chia sẻ Trước đó thì có vẻ như uh, Cô gái 18 tuổi Mà là người yêu của cậu Hùng là cha của đứa bé đang trong bụng Quý bà 53 tuổi kia Đã rút khỏi cuộc chơi Có nghĩa là cô gái này đã nghe nhiều người nói rằng Bản thân cô gái nên buông bỏ cái câu chuyện này Bởi vì nếu có quyết tâm chiếm được cái trái tim của cậu sinh viên nghèo này Thì trước sau gì cậu sinh viên nghèo này cũng cũng bỏ cô gái này mà thôi Bởi vì người ta đã có cái tính cách lả lơi như vậy Cái tính cách coi như là ôm đồm rất nhiều người một niên một lúc có thể là với hai người đàn bà trong đó mới bắt đầu mới bắt đầu có 21 tuổi thôi thì sau này chẳng hạn như mà lấy nhau thật sự thì không biết rằng là cậu ta sẽ còn quan hệ với bao nhiêu người đàn bà khác nữa có vẻ cô gái này đã chấp nhận cái chuyện là sẽ bỏ cậu uh, thanh niên này vâng thưa quý vị uh, một sự kiện khác mới xảy ra là mình nghe cậu Hưng nghe bạn Hưng bạn của cậu sinh viên nghèo tên là Hùng này à, vừa chia sẻ một câu chuyện là bạn Hùng sau một thời gian à, trốn tránh, lẩn trốn ở đâu đó đã bắt đầu xuất hiện vào ngày hôm qua à, ở tại trường đại học và quay trở lại trường đi học. Thì như các bạn biết đó tức là à, thời giờ thời gian đó, về cái múi giờ ở Việt Nam và ở Canada là cách nhau 12 tiếng. Vào ngày hôm qua tức là đã à, là bước sang ngày thứ ba giờ Việt Nam rồi nhưng ở bên Canada mới là ngày thứ hai các bạn nhé, tức là chênh nhau 12 tiếng. Bên đó là ban đêm thì bên này là ban ngày và ngược lại. Thì theo như mình biết bạn Hưng nói chuyện lại thì khi bạn Hùng này quay trở lại uh, trường để đi học thì đã bị uh, tất cả trường trường học của bạn này là lém đá, có nghĩa là rất nhiều bạn nữ là bạn của của cô gái 18 tuổi kia đã nhao nhao coi như là phản đối nói bạn Hùng này. Hầu như tất cả trong cái nội dung mà những bạn nữ của cô gái 18 tuổi kia rằng là nói rằng là tốt nhất bạn này nên quay về Việt Nam đi, đừng có xuất hiện ở đây, làm gì còn mặt mũi quay lại trường để đi học. Trong khi đó vừa coi như phụ bạc cái bạn bè của họ Cái cô gái 18 tuổi kia cả phụ bạc tham tiền lấy tiền của cả quý bà 53 tuổi kia một người như thế thì không xứng đáng ở lại cái đất nước xứ sở tốt đẹp này và không xứng đáng để nhìn mọi người mà hàng ngày cắp sách đến trường được tốt nhất là trả nợ cái người đàn bà 53 tuổi kia 150.000 đô và quay trở về Việt Nam sống thì tốt hơn và họ không chấp nhận nhìn thấy cái mặt mũi của bạn này ở tại trường đại học và chính bạn hùng này đã không chịu nổi áp lực với những con mắt nhìn nhìn mình với con mắt uh, uh, coi thường khinh bỉ cho nên là ngay chỉ trong có khoảng hơn một tiếng đồng hồ xuất hiện thì coi như là bạn đã có những đi ra khỏi lớp và đi ra khỏi trường học và bây giờ không biết là bạn hùng đang ở đâu sau một thời gian xa lánh thì bạn ấy đã phải chịu cái hậu quả mà đây là cái việc đương nhiên xảy ra mà bạn ấy có thể đã nghĩ trước được đúng không ạ sau một thời gian xa đánh thì bây giờ bạn Hưng tức là bạn của bạn Hùng này cũng biết một số thông tin liên quan tới gia đình của nhà bạn Hùng có nghĩa bạn Hùng đã quay lại và đã chấp nhận uh, viết cái lá lá thư để mời cha mình sang bên này và theo như các bạn biết đó uh, bạn uh, cha của bạn bạn Hùng đã muốn đi sang bên này để tác hợp cái câu chuyện là uh, lấy vợ cho con và khi trước khi đi thì người vợ của của ông đã nói rằng là phải đi xác minh cái đứa bé đó xem có phải con cháu ruột cháu cháu đích tôn của nhà mình hay không. Nếu không phải là do dòng máu của nhà mình thì không thể chấp nhận cái cuộc hôn nhân này được đó là sau khi mà quý bà kia đã bị cộng đồng mạng và nhiều người đả kích quá thì bà đã chấp nhận để cho chồng mình đi sang bên canada để thử xem adn và cái thứ hai để nếu chính xác cái chuyện đó thì coi như được chấp nhận cái đứa con dâu hơn cả tuổi cha mẹ chồng Vâng, một thông tin khác nữa mà bạn Hưng cũng mang đến cho mình biết, đó là quý bà 53 tuổi giàu có kia đã bay từ Vancouver về đến Toronto vào chiều tối ngày hôm qua, bởi vì nghe tin rằng là um, cậu Hùng này đã xuất hiện ở tại trường và đi học lại thì không biết quý bà uh, đó sẽ đối xử với bạn Hùng này như thế nào, hoặc hai người đã gặp nhau chưa thì bạn Hưng cũng chưa tiết lộ nhưng có điều là mình cũng rất mừng khi nghe tin rằng là chị ấy vẫn khỏe mạnh và đã quay trở về Vancouver sau ít ngày mà chịu cái sức ép rất lớn từ dư luận người thì chê bai là chị đã coi như là quyến rũ cái chàng trai trẻ này người thì ủng hộ và cảm thông cho cái mối tình éo le của chị và theo như mình biết thì cái vấn đề chị vượt qua cái sức chịu đựng của mỗi con người khi mà phải chịu cái người cha người à, người mẹ của bạn sinh viên này nói rằng chị ấy là một người đàn bà dùng tiền dùng bạc quyến rũ à, con trai của bà ấy trong câu chuyện này cũng như mình nói rồi vẫn có hai thế lực tức là có hai à, hai cái lời bình luận trái chiều nhau liên tục xuất hiện ở trên những cái biểu comment có những người ủng hộ chị à, một chị tên là anh Hồng Phạm hay mà chính xác hơn là Phạm Hồng Anh đã viết một lá thư cho quý bà 53 tuổi này như sau: Mến chào chị uh, 53 tuổi, xin lỗi vì không biết tên thật của chị. Qua câu chuyện của chị và cậu sinh viên, tôi đã theo dõi từ đầu đến cuối câu chuyện này. Lúc đầu tôi cảm thấy thương cho cậu sinh viên, chắc chắn là do hoàn cảnh uh, không được tốt lắm cho nên là đã làm những chuyện không hay. Nhưng khi xem đến giữa câu chuyện lại xuất hiện thêm cô gái 18 tuổi học cùng trường, tôi đã bắt đầu không còn thiện cảm với cậu sinh viên này, và gần cuối câu chuyện lại được uh, uh, đang xuất hiện những lời nói khó nghe từ người mẹ của cậu sinh viên. Thật không thể tin nổi, cứ như vừa ăn cắp vừa la làng, chẳng khác nào chị đang làm ơn mà mắc oán vậy. Tình yêu là do hai phía đâu thể đổ lỗi cho uh, một phía được xem như là chị xem cậu sinh viên này như là một món đồ chơi càng không thể xúc phạm làm tổn thương chị đến mức đó được chị không cần phải chịu đựng thêm được gì nữa không cần gia đình tôi nghĩ đến giờ phút này chị cũng đủ tỉnh táo sáng suốt để đưa ra một quan điểm đúng đắn nhất không nên mù quáng mà hối hận cả đời chị ạ chị phải uh, nghĩ đến duyên chị chỉ đến đó thôi thôi mình nên buông bỏ bù lại chị đã có một đứa con coi như ông trời đã bù đắp được cho bản thân chị đứa con này một người giàu có như chị cần cứ gì mà phải có một người đàn ông và nhất là loại vô đạo đức đồng tiền làm cho con người ta hoa mắt chứ chẳng yêu đương gì ở đây đâu chị mong chị hãy đủ sức mạnh để tự tin cùng đứa con vượt qua giai đoạn tai tiếng này chị nhé chúc chị mẹ tròn con vuông và cầu mong mọi điều may mắn đến với chị vâng đây là một lá thư cũng hết sức và tình cảm và chân thật ờ, bạn phạm hồng anh đã đưa ra một lời khuyên đối với quý bà 53 tuổi này và không phải và đây cũng là những lời khuyên của rất rất nhiều người đối với uh, quý bà 53 tuổi họ nói rằng là ờ uh, thì ban đầu đó là cái duyên uh, cái duyên của mỗi người thì bây giờ có những người ta đã bạc bội như vậy rồi thì mình không cần nghĩ gì đến người ta nữa bởi vì cái đứa con là cái món quà đặc biệt mà thượng đế đã ban cho mình và chị cố gắng coi như là sống tốt với đứa con là được không cần phải nghĩ đến những cái loại đàn ông bạc bội này nữa bởi vì nếu mà người ta mà coi như trung tình với chị thì khi nghe tin chị đã không coi như là người ta đã không bỏ chị đi như vậy và vấn đề thứ hai người ta Quan hệ cùng một lúc với cả hai người Lấy cả tiền của cô gái 18 tuổi kia Và lấy cả tình cả tiền Và với quý bà 53 tuổi này cũng vậy Thì cái người này Nếu họ ban đầu Họ đứng ra chấp nhận luôn Cái vấn đề khi biết chị có bầu Thì đó là một người đàn ông Còn bây giờ mà người ta đã lẩn trốn cái trách nhiệm thế Thì đâu có xứng đáng để làm cha đứa bé đâu Cái thứ hai Khi mà à, bên phía gia đình kia Nghe tin này thì họ cũng đứng về phía con của chị À, đứa con của người ta chứ không đứng về phía người của chị Chị là lạn nhân chứ không phải là một người đi quyến rũ như người khác Vâng đây là quan điểm nhìn nhận của mỗi người trong câu chuyện này Có rất nhiều người ủng hộ quý bà này theo nhiều cách khác nhau Có người thì nói rằng là Cái cha mẹ của cậu sinh viên này phải lên suy nghĩ lại đi Nếu không thì uh, con cái của ông bà Sẽ coi như là phải trở về Việt Nam đối mặt với uh, uh, những cái khó khăn thực tế cái số tiền kia thì đã ăn uống hết rồi thì bây giờ mà con đường học hành cũng đóng lại trở về Việt Nam thì sinh sống như nào tương lai như nào thì ông bà phải lên suy nghĩ lại có một bạn thanh nguyên vâng bạn này đã bình luận rất nhiều lần và mình đưa những cái lời bình luận của bạn này lên trên uh, lên trên video bởi vì sao những lời bình luận của bạn rất là sắc sảo và nó thực tế với câu chuyện bạn ấy bình luận rằng là người cha này thật là vô liêm sỉ ý muốn nói người cha của cậu sinh viên này Chuyện riêng ngày xưa sao đem ra nói xấu người phụ nữ đã sống với nhau mấy mươi năm. Có nhiều cách khuyên nhủ và xử lý chứ đâu đem chuyện vợ chồng ra kể. Từ chuyện đứa con tự nhiên xoay chuyển qua chuyện cha mẹ. Sau này ông bà sống ra sao đây? Tâm trạng người làm mẹ cũng rất đau khổ khi con trai nâm vào tình cảnh này. Tôi hiểu tâm trạng của người phụ nữ 53 tuổi. Tôi cũng hiểu tâm trạng của cậu sinh viên trẻ xa nhà nạc lõng ra sao. Chắc rằng Giờ cậu ấy đang rất sợ không biết phải làm gì. Người phụ nữ 53 tuổi đang rất tức giận vì bị bỏ rơi như vậy. Nhưng dù gì bà cũng đã là người phụ nữ từng trải, hãy bình tĩnh với tình cảnh của mình mà đừng làm ầm mỹ nên. Giữ sức khỏe và danh dự của mình sau này còn đối diện với con, còn cậu uh, thanh niên phải can đảm đối diện với người phụ nữ uh, đã quan hệ. Đôi bên đồng thuận nhưng không yêu nhau thì không ai có quyền ép buộc ai. Con đừng sợ mà trốn tránh sự việc sẽ nghiêm trọng hơn. Sau này con có việc làm thì phụ giúp nuôi con, giúp bà có tiền. Nhưng trách nhiệm làm cha con phải làm tròn. Còn uh, con không được lẩn trốn nữa mà phải quay về đi học. Vâng, bạn Thanh Nguyên đã đưa ra những lời bình luận như vậy. Thì ở đây thì mình cũng xin nhắc lại rằng trong lúc mà bà uh, mẹ của cậu sinh viên này uh, rất là quá đáng với người phụ nữ 53 tuổi kia thì cha của cậu sinh viên đã trong lúc nóng giận đã bóc cái phốt mà ngày xưa ý mới nói rằng là ngày xưa bà cũng làm những cái chuyện đó với tôi tương tự thì bây giờ coi như là bà phải chịu cái đứa con nó nói như vậy có nghĩa là bà đang phải chịu cái hậu quả như vậy thôi tức là ý của người cha này nó là như vậy để mong muốn cái người vợ của mình phải chấp nhận cái cuộc tình này thì uh, uh, nhiều người nói rằng là vì cái người cha này tham tiền tham của mà đồng ý coi như chấp thuận cuộc tình của con với người 53 tuổi thôi chứ còn thì nếu mà bà kia nghèo khó thì ông này cũng không chấp nhận gì cả thì đây cũng là một cách cách nhìn của mỗi người khác nhau vấn đề trong video ngày hôm nay mình muốn nói tới cái vấn đề chính tức là cái áp lực quá lớn của cậu Hùng tức là cậu sinh viên 21 tuổi ở tại trường đại học bây giờ cậu ấy đã biết hối hận và đã quay trở lại trường đi học theo như mình nghĩ rằng là đây là một cái cách để cho um, quý bà từ Vancouver trở về Toronto bởi trước đó khi mà quý bà đưa ra cái lời tuyển chồng thì cậu Hùng này đã nói một lời rất là cay đắng có nghĩa là sao uh, không còn yêu xin đời đừng nói lời cay đắng nữa có nghĩa là uh, trước đó cậu đã hối hận và không biết nói gì hơn khi không giải quyết được trong câu chuyện này về phía gia đình cũng như cô gái 18 tuổi kia. Hiện tại cô gái 18 tuổi kia đã không còn mặn mà với cậu ấy nữa và chính bạn bè của cô gái này đã phỉ bán cậu ở tại trường học và tất cả những sinh viên đại học khác nhìn cậu với con mắt khinh bỉ. Có những người nói thẳng rằng là cậu lên quay trở về Việt Nam đi. Còn thì sống tại đây như vậy thì coi như là cậu sẽ bị tất cả mọi người đều nhìn bằng con mắt như vậy thôi thì uh, chắc chắn rằng cậu hùng này theo như mình nghĩ cậu ta sẽ không chịu nổi áp lực khi mà tất ngày nào cũng phải đối mặt với những coi con mắt khinh thường và những lời nói khinh bỉ ra mặt bạn của cậu hùng nói chuyện với mình rằng là uh, mình nên giúp đỡ uh, cậu hùng trong những uh, giây phút trong những cái giai đoạn này uh, bằng cách là sao bằng cách nói chuyện với quý bà kia uh, tha lỗi cho cậu hùng này và đưa cậu hùng đến một cái trường đại học khác xin xin học ở một cái trường đại học khác có thể là xa xa ở khu vực tô tôn tôn này ra để bạn ấy không bị áp lực thế nữa tuy nhiên thực sự rằng là, là mình nghe tin quý bà 53 tuổi kia trở về nhưng mà mình cũng chưa dám gọi điện bởi vì uh, trước đó thì bà quý bà đã đưa ra cái vấn đề tuyển chồng và đang rất bận, bận rộn trong uh, xử lý nhiều lá thư nhiều cuộc điện thoại uh, mà theo như mình biết rằng là có nhiều cuộc điện thoại đến ngay cả từ Việt Nam rồi đến từ cả ở bên Mỹ này rồi có những uh, uh, sinh viên mà con trai của tỷ phú mình uh, mình quên mất tên tỷ phú gì là người Trung Quốc vâng tỷ phú Tần Anh Lâm vâng con trai của ông ấy là Tần Anh Ni cũng đã gọi điện nói chuyện với quý bà này và hình như là quý bà chưa chấp nhận bất cứ ai mà chỉ coi như là nghiêng về một người tức là một bạn tên là Đoàn Hạ Quế tức là bạn này đã đi tù ở Việt Nam 4 năm và đang sinh sống tại bên Mỹ làm nghề neo thì ở đây theo như mình biết rằng là quý bà này rất tôn trọng sự thật không ngại ngùng gì những sự thật ngay cả cái người đi tù 4 năm kia mà mình không hiểu rằng bạn đấy đi tù về tội gì nhưng quý bà vẫn nghiêm hẳn về bạn đó một bạn sinh viên tên là võ trung thực trước mà mình đã nói rằng là bạn ấy nói với quý bà là hãy bán tất cả cái mấy căn biệt thự và đem với số tiền hơn 200 triệu đô la về Việt Nam làm từ thiện đi bạn ấy không cần thiết số tiền đó nhưng vẫn chấp nhận cái lấy quý bà làm vợ và nuôi dạy cái đứa bé mà của người cha là của cậu hùng kia lên người đại khái nó là như vậy nhưng mà quý bà vẫn là không chấp nhận cái cậu võ trung thực đây là cái thông tin mới nhất mà bạn hưng đã đưa lại với mình còn bây giờ trong câu chuyện mà bạn hưng nói rằng là Hãy đưa bạn Hùng này đến một cái trường đại học khác thì vấn đề này nó nằm trong trong vấn đề quyết định của bạn Hùng nhá. Mình cũng không thể nào mà có thể là đưa đi sâu vào trong câu chuyện này được bởi vấn đề học hành mình không biết là, là trường đại học nào phù hợp với cậu ấy, không biết trường đại học nào là tốt hoặc là cái mức giá quy định là đóng học phí nó là bao nhiêu. Trong chuyện này mình hoàn toàn không biết mà chỉ có do cái cậu cậu Hùng này đi đến quyết định là thôi. Bây giờ chẳng hạn như là gia đình nhà cậu coi như đang cái trên đường là cậu viết giấy mời để đi sang đây thì cậu ấy có thể là nói chuyện với cha mình đúng không ạ? Là do cái hoàn cảnh như vậy mà chuyển trường thì bây giờ là phải xét về cái kinh tế của gia đình nhà cậu ấy phù hợp với cái trường nào đó để học lốt cái năm cuối của trường đại học chẳng hạn. Thì còn bản thân mình mình làm sao mà mình có thể là khuyên cậu ấy đi đến cái trường này triển kỳ được đúng không ạ? Mình không thể làm theo ý bạn Hưng được bởi vì quý bà kia đã theo trên nguyên tắc là bà quý bà đã buông bỏ cậu này đi tuyển chồng một người khác rồi đã coi cậu này không có trên thế giới này rồi thì làm sao bây giờ mình lại bảo quý bà rằng là à, giúp đỡ cậu Hùng để đưa sang một cái trường khác được. Chỉ trừ khi quý bà chấp nhận cái lời xin lỗi của của người tình của mình và đồng ý quay lại đúng không ạ? Thì mình mới nói cái chuyện đó được bạn Hưng nói rằng Ô bây giờ quý bà đã nhận bác làm làm em rồi thì coi như là bác có thể nói chuyện với quý bà đó vấn đề này mình thật sự là mình không can dự nhé Mình chỉ biết rằng là hiện nay quý bà đã đang trên đường trở về Toronto và Hình như đã có mặt ở đây rồi thì bạn Hùng này phải mạnh dạn lên bạn bây giờ là cha của đứa bé cơ mà đúng không Bạn sẵn sàng bây giờ bạn đi thẳng đến nhà nhà quý bà này đi và nói chuyện trực tiếp đi nói những lời yêu thương đường mật như trước đây mà khi ăn ngủ với người ta đi và làm sao đó để coi như là uh, cùng nhau viết cái giấy mời để cho ông bố làm sao nhanh nhanh để bay sang đây Và uh, bay sang đây để để làm hôn sự đi vâng có trong một vấn đề này nữa mình muốn nói tới có nghĩa là sao trước lúc mà uh, người vợ của người mẹ của bạn uh, sinh viên uh, tên là hùng này ạ à, đồng ý cho ông chồng đi sang gaza thì đã nói rằng là phải đi thử adn đây là một vấn đề mà theo mình nghĩ nó là một cái vấn đề nhạy cảm tất cả mọi người hầu như đều đồng ý theo cái vấn đề là phải đi thử adn đứa bé còn riêng bản thân mình và hai cha con của cậu hùng này tức là ông bố và cậu sinh viên này cũng không muốn đi thử adn bởi vì thực sự ra mình không biết tại sao bản thân mình cũng cũng là đồng quan điểm với cha của cậu sinh viên này rằng là không đi thử ADN bởi mình lo no sợ ấy ví dụ mà đứa bé đó không phải là giọt máu của cậu Hùng thì câu chuyện lại đi rất xa đúng không ạ thì lúc đó thì coi như là nó sẽ trở thành một vấn đề tức là rất là mâu thuẫn uh, trong vấn đề câu chuyện này và cuộc hôn nhân này sẽ chấm dứt thưa các bạn uh, mình cũng xin nói thêm rằng ở cuộc đời này không thiếu những người nuôi con của người khác người ta biết nhưng người ta vẫn chấp nhận nuôi con của người khác và mình cũng nói lại câu chuyện của vợ chồng anh hoài việt đúng không ạ trước đây các bạn còn nhớ mình dạo này đã không nhắc tới anh hoài việt nhiều bởi vì anh ấy không liên quan gì đến trong câu chuyện này nhưng mình đã từng kể anh hoài việt người bạn của mình À, khi mới tiếp xúc làm bạn với nhau thì anh ấy đã nói dối mình 82 tuổi nhưng thực chất mới có 70 tuổi thôi và anh ấy cũng có một mối tình kéo dài hơn 2 năm trời để tán tỉnh và yêu một cô gái người Tây cô giáo giáo viên 22 tuổi và chính hiện nay cô giáo này cũng mang bầu bằng cái thời điểm của quý bà 53 tuổi này luôn cũng hơn được hơn 4 tháng thôi thì các bạn biết không? à có rất nhiều người mà khi biết chuyện là à, anh Hoài Việt là 80 tuổi, mặc dù anh ấy chỉ 70 nhưng anh anh ấy nói dối lên 80 nhá, bởi vì anh ấy nói rằng là khi mà anh ấy muốn thử lòng cái người vợ của mình có phải vì ham hố cái số tiền, à, tức là anh này cũng có hai căn biệt thự, một căn biệt thự ở tại Toronto Tô, trị giá khoảng 5 triệu đô la, một căn biệt thự ở thác Niagara giáp biên giới Mỹ là trị giá 17 triệu đô la. Còn trong khi đó là anh ấy có một cái số tiền trong tài khoản nhưng không ai biết là số số tiền của anh là bao nhiêu cả nhưng mà một cái con số tương tương đối lớn. Thì khi mà yêu cô gái này rồi thì anh ấy nói dối nào là 82 tuổi để thử xem cô gái này là có yêu anh ấy thật lòng hay không. Nếu mà nhiều người lấy anh ấy á là chỉ vì coi như là do cái số tài sản lớn quá thôi và thấy ông này già quá chẳng hạn người ta chấp nhận đấy là một vài năm ông chết đi thì được hưởng số tài sản đó nếu cô gái này có những suy nghĩ thế thì có thể là chấp nhận luôn đúng không ạ trong vòng một vài ngày có thể chấp nhận luôn nhưng cuộc tình này đã kéo dài hai năm liền và cô gái này không bao giờ đồng ý luôn đến mãi hai năm sau vì yêu cái cái anh hoài việt này quá vì anh ta tán tỉnh cô gái này là toàn bằng những thơ tình thôi thì những người con gái thường thường rất thích cái chuyện tình cảm và thích rất thích nghe những bài thơ tình Cho nên là đã siêu lòng và cuối cùng là hai người đã tổ chức một cái đám cưới rất là linh đình Và hiện nay họ đã có bầu có con chung tức là có bầu 4 tháng Thì qua câu chuyện này cũng rất nhiều người đàm tiếu rằng là anh Hoài Việt này không già rồi không có con được nữa Bởi vì một ông già 70-80 tuổi thì lấy đâu ra con ờ nhiều người nói rằng ờ bút bi của ông này hết mực rồi máy móc hỏng hết rồi làm gì có chuyện có con chắc chắn rằng là đứa con này là đứa con của một người đàn ông nào khác trẻ trung hơn thì chính anh hoài việt coi như là nhiều người nói là đi thử adn nhưng anh hoài việt không chấp nhận cái chuyện đi thử adn mà anh ấy cũng nói thẳng luôn rằng là với thiên hạ rằng là uh, ngay cả vợ tôi có đi quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông khác thì uh, cái đứa bé này vẫn là con của tôi tôi không cần biết tôi không bao giờ đi thử ADN. Bởi vì uh, nếu những người mà cứ cố tình đi thử ADN á thì cuộc đời của đứa bé nó sẽ rất khổ. Ví dụ là con của mình thì không sao, nhưng nếu không phải con của mình, thứ nhất hạnh phúc của mình sẽ bị khả năng sẽ bị tan vỡ đó là điều đầu tiên mà mình phải chịu cái hậu quả trong việc đi thử ADN. Cái vấn đề thứ hai mà khi đứa bé không phải con của mình á, thì sau đó lớn lên á, nó sẽ bị coi như là tất cả ngay đến khi bắt đầu nó bắt đầu bước vào đi học cái, những cái lớp nhỏ nhỏ thôi, nó đã bị những cái con mắt, uh, uh, con mắt coi thường của bạn bè nó rồi. Tức là tuổi thơ của nó đã không được bình thường rồi Thì đến khi nó lớn lên Thì làm sao nó trở thành một con người tốt được nữa Bởi vì luôn luôn trong người đó là bị uh, Những người khác dèm pha Nói câu lọ nói kia, câu kia Chẳng hạn bây giờ các bạn cứ hình dung xem Một đứa bé mà đi đến trường Hoặc là gặp ai đó người ta nói là Mày là đứa con hoang không phải là con của ông đó bà đó Thì bây giờ cũng vậy thôi trong câu chuyện uh, cuộc tình telepa này vợ chẳng vậy. Ví dụ như bố bạn sinh viên này sang đây mà cố tình đi xác minh ADN chẳng hạn đứa bé này không phải của bạn Hùng thì mà thì chắc chắn là đứa bé này sau này nó lớn lên nó cũng bị những cái lời dèm pha như vậy đúng không ạ? Thì làm sao mà nó có thể trở thành một người tốt được? Nó sẽ bị ám ảnh với những cái điều đó. Bảo ôi, không phải con của ông Hùng, mày là đứa con hoang ở tận đâu đâu đó, có thể là con ông tây bà đầm gì gì kia đúng không ạ? thì cuộc đời của đứa bé này coi như là nó uh, sẽ không ra một cái um, không trở thành một người tốt được các bạn thấy không tức là câu chuyện này cái vấn đề này nó sẽ đi quá xa và tại sao mà mình đồng cảm với ông bố nhiều người nói rằng là ông bố này không cần thử ADN mà vẫn chấp nhận cái cuộc hôn nhân này có nghĩa vì ông ấy tham tiền quá quá tham tiền bởi vì cái số tiền của cái quý bà này nó quá là lớn uh, thì bây giờ không thể tránh được bây giờ nói thật với các bạn rằng trong một bất kỳ câu chuyện gì ở đời này không thể tránh được là cái chuyện người thế nọ người thế kia miệng lưỡi người đời thì nó vô cùng lắm các bạn ạ à. ai nói mình thế nào thì mặc người ta thôi mà cứ làm sao sống tốt với cái lương tâm của mình là được có nghĩa làm sao mình lương tâm của mình không bao giờ cảm thấy xấu hổ là được à, còn thì bây giờ cứ vì cái lời đàm tiếu của thiên hạ thì làm sao có thể sống được với lời đàm tiếu bây giờ chẳng hạn trong câu chuyện này cũng vậy bạn Hùng bây giờ là phải tỏ ra một người có đàn ông có bản lĩnh, phải quay về nói chuyện với quý bà. Chứ bây giờ coi như thấy quý bà coi như đi tuyển chồng rồi, mình lại cảm thấy như là ờ mình bị thấy xúc phạm coi như là không đến gặp quý bà nữa và kệ cho câu chuyện nó đi đi và cho bà ấy coi như đi lấy một người chồng khác đi thì chính bạn là người có lỗi, càng coi như là có lỗi thêm. Bởi vì sao bởi câu chuyện của bạn của bạn gây ra mà? Bạn coi như là bây giờ quan hệ với người ta có bầu rồi là do bạn gây ra và đến khi có bầu rồi thì không ở ở lại có như chịu trách nhiệm rồi cùng nhau nuôi con bạn lại bỏ đi nữa thì người đàn bà người ta phải có phản ứng là đi kiếm một người đàn ông khác để mà làm cha đưa bé thế sao tất cả là do lỗi của bạn gây ra thì bạn phải bây giờ phải đến gặp trực tiếp quý bà này nói chuyện chứ mình tin rằng tất cả cái câu chuyện đi tuyển chồng của quý bà nó chỉ là cũng như mình nói từ ban đầu nó chỉ là như một cái kế sách để muốn cậu hùng này trường cái mặt ra đối diện với thực tế để đi về coi như là gặp bà ấy và nói chuyện uh, chấp nhận cái cuộc tình này và để làm cha đứa bé chứ quý bà ấy không thật sự muốn cái vấn đề tuyển chồng to tát như vậy lên mạng đâu đấy trong mình cứ đặt cái giả thiết rằng là bất kể người phụ nữ nào người ta làm trong hoàn cảnh này người ta cũng sẽ cư xử như vậy và đây là một cách cư xử khôn ngoan có văn minh có văn hóa hẳn hoi còn nhiều người coi như ùm ùm đến mạng cãi bo uh, cãi chửi nhau tay bo rồi thì ví dụ như thấy mẹ cậu kia như vậy thì coi như cũng uh, tay bo cãi chửi nhau lại thì câu chuyện nó sẽ không thể hàn gắn được nhưng quý bà này đã xử sự như vậy là một cách rất là khôn khéo rồi mình đồng lòng ủng hộ quý bà như vậy còn cậu sinh viên này bây giờ cậu hùng này cả có cha của cậu ví dụ như là thích thử adn đặt giả thiết bây giờ quý bà không đồng ý thử adn thì họ hai người này bây giờ sẽ tính sao đây đặt một giả thiết như vậy đi còn nếu mà quý bà chắc chắn muốn thử ADN thì câu chuyện nó không sao đúng không nhưng nếu người ta không muốn thử ADN thì uh, cha con của cậu sinh viên này sẽ nghĩ như nào à lúc đấy thì thôi coi như là buông bỏ luôn phải không buông bỏ mà chẳng may cái đứa này nó là đứa cháu ruột của mình đứa con ruột của mình thì coi như là vẫn là người thức đức đúng không ạ còn người phụ nữ người ta có cái giá trị của người ta người ta không cần thử đen ông yêu thương tôi thật lòng thì ông không cần thử đúng không ạ người ta có cái quan niệm như vậy còn nếu mà ông quyết tâm đi thử thì coi như là câu chuyện chấm hết vâng thưa các bạn video hôm nay của mình xin tạm dừng tại đây thôi mình vẫn rất mong nhận được những ý kiến chân tình của quý khán thính giả bởi vì tất cả quý khán thính giả là những người chính thức là những người uh, gỡ rối trong câu chuyện này À, tất cả những người trong câu chuyện này vẫn đang theo dõi cái sự góp ý của quý khán thính giả và từ đó họ mới nhìn ra cái vấn đề họ sai ở điểm gì họ đúng ở điểm gì chỉ có người ngoài cuộc đứng ngoài bên ngoài cuộc mới sáng sủa hơn những người trong cuộc những người trong cuộc họ bị áp lực họ không nhìn ra được cái vấn đề là là đúng là sai hết cho nên là mình vẫn rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau